Xin chào mọi người, đã lâu rồi mình không có làm video. Cho nên là nhân dịp bữa trước, mình mới sắm được một bộ sản phẩm khá là ưng ý. Và cũng bởi vì sử dụng bộ sản phẩm này mà có khá nhiều bạn inbox mình hỏi về cách mình make up hay là những sản phẩm make up mà mình thường dùng. Thì hôm nay nhân dịp này mình chia sẻ cùng với mọi người luôn nha. Đầu tiên là về thông tin brand của bộ sản phẩm này, đó chính là Skin AZ. Bạn nào mà hay xem phim Hàn Quốc chắc hẳn đã từng nghe về thương hiệu này rồi, bởi vì rất hay được sử dụng trong các bộ phim Hàn Quốc. Ngoài ra thì đây là một thương hiệu toàn cầu đã có mặt ở trên 23 quốc gia lớn trên thế giới, cho nên là về độ uy tín thì các bạn khỏi lo. Bạn nào mà muốn mua thử thì có thể tìm đến các trung tâm thương mại hay là các hãng hàng không quốc tế cũng như các trang online uy tín. Thương hiệu này đang rất là hot, cho nên đây chính là lý do mà tại sao Jun đã mua thử bộ sản phẩm này về và thử nghiệm. Và phải nói là Jun không hề thất vọng. Trong các bước make up thì bước đầu tiên chính là bước dưỡng và cũng là một trong những bước quan trọng nhất. Chính vì vậy nên mình đã chọn sản phẩm Awa Kate của Skin AZ. Sản phẩm này chính là tinh chất bơ, và như các bạn thấy ở trên chai thì là 99,6% là làm từ bơ và 0,4% là từ các chất hữu cơ khác, không có chất bảo quản. Chính vì vậy nên sản phẩm này có thể dùng cho tất cả các loại da, bao gồm cả da dễ dị ứng, da bà bầu và da em bé. Rất là an toàn. Ngoài ra thì sản phẩm này có tác dụng dưỡng ẩm cho da, trị các loại da bong chóc. Như các bạn thấy thì sản phẩm này có tác dụng dưỡng da mặt, nhưng mà không chỉ vậy đâu, còn có thể dưỡng da tay chân, da body nữa, và thậm chí là cả tóc, dưỡng ẩm tóc hay là móng tay của mình nữa. Rất là đa công dụng. Cách dùng rất là đơn giản, bạn chỉ cần khoảng tầm 2 và 3 giọt như thế này. 2 cho đến 3 giọt, rồi thoa đều lên mặt mình. Bạn nào mà da khô thì có thể dùng cả buổi sáng và buổi tối, còn bạn nào mà da dầu thì mình khuyên là nên dùng buổi tối thôi. Sản phẩm này có thể dùng với tất cả các loại mỹ phẩm khác, cho nên là các bạn đừng lo da khô trước khi make up nữa mà có thể tự tin dùng sản phẩm này, sau đó hãy dùng các bước make up khác sau. Sản phẩm dưỡng da thứ hai mà mình sử dụng đó chính là kem dưỡng trắng White Angel của Skin AZ. Sản phẩm này được mệnh danh là thiên thần trắng da bởi tác dụng dưỡng trắng của nó, hot nhất nhì Hàn Quốc. Sản phẩm này được làm từ sữa non đến từ New Zealand như các bạn có thể thấy từ trên bao bì. Đây là một sản phẩm có tác dụng làm trắng da trong vòng 10 giây sử dụng. Bây giờ để mình thử lên cổ tay cho các bạn xem. Nhưng mà sản phẩm này không có hại cho da, bởi vì độ pH của nó chỉ có 5,5 thôi, tức là cùng độ pH với da em bé. Sản phẩm này không có chất gây bào mòn da, có thể làm da trắng từ từ, trắng tự nhiên, và ngoài ra còn có tác dụng chống nắng nữa. Ngoài ra thì kem này còn có áp dụng công nghệ mới nhất, chính là công nghệ liposome, giúp kem thẩm thấu rất là nhanh, và ngoài ra không gây bết cho da của bạn, không gây khó chịu. Như các bạn có thể thấy thì cổ tay bên này mình đã sử dụng một ít kem White Angel và cổ tay bên này không dùng. Các bạn có thể thấy là trắng lên rất là tự nhiên và trắng lên so với tông màu da của bạn, chứ không bị trắng quá lố, không bị trắng bệch. Kem này thì cách dùng thì các bạn có thể dùng vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Sản phẩm thứ ba mà mình mua đó chính là thanh Glow BB Stick của Skin AZ. Sản phẩm này rất là đa năng, vừa có thể sử dụng như là kem nền BB cream mà cũng có thể che khuyết điểm nữa, với hai đầu rất là tiện lợi. Đầu thứ nhất chính là BB cream. Ở đây có một cái lõi trắng ở giữa như mọi người thấy, có tác dụng dùng để dưỡng da. Như vậy là vừa có thể làm BB cream, vừa có thể che khuyết điểm mà vừa có thể dưỡng da nữa. Đầu thứ hai chính là chổi dùng để tán kem đều da, có tác dụng tiết kiệm kem nữa. Cách dùng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần áp dụng đều lên 5 điểm trên mặt, đó chính là trán, mũi, hai bên má và cằm. Sau đó dùng chổi tán đều da. Thanh này có tác dụng che những khuyết điểm của da như là mụn hay là nám hay là quầng thâm mắt. Bạn nào mà có khuyết điểm ở đâu nhiều hơn thì có thể dùng kem ở chỗ đó nhiều hơn một chút. Ví dụ như là mình là có quầng thâm mắt hơi bị nhiều, cho nên là mình sẽ dùng kem ở đó nhiều một chút. Thanh này có 10 loại vitamin khác nhau và gồm các dưỡng chất khác nữa, giúp cho da lúc nào cũng rục dưỡng và không bị khô. Ngoài ra thì có hai loại màu khác nhau, đó chính là màu sáng tự nhiên và màu trắng sáng dành cho các bạn thích trắng hơn. Với da của mình thì mình chọn màu số 1, đó chính là màu light beige. Sản phẩm tiếp theo đó chính là Stick Blusher, là kem má hồng của Skin AZ. Sản phẩm này có dạng thỏi, như các bạn có thể thấy thì bên trong là dạng kem chứ không phải phấn, cho nên là khi mà đánh lên thì rất là tự nhiên. Ngoài ra thì sản phẩm này còn có dưỡng chất và không có hại cho da. Có 3 loại màu khác nhau để cho các bạn tha hồ tùy chọn, đó chính là màu hồng baby,
màu cam san hô và màu cam đảo. Của mình là màu số 2 là màu soft coral. Cách dùng rất là đơn giản. Như khi các bạn đánh má hồng bình thường, đó chính là các bạn phải cười lên. Sau đó thì đánh ở hai bên má này, chấm lên và dùng tay thoa đều. Như vậy là xong rồi. Và sản phẩm cuối cùng đó chính là Son Crayon Tint của Skin AZ, màu đỏ như mình đang đánh đây. Đây chính là cây son bút chì mà được nhiều giới nghệ sĩ, diễn viên ở Hàn Quốc ưa thích. Đặc điểm của cây son này đó chính là có dưỡng chất cho môi, giúp cho môi bạn không bị khô, không bị bong chóc khi sử dụng. Mà mặc dù có dưỡng chất nhưng mà lại rất lâu phai. Đây chính là điểm mà mình rất thích ở thời son này. Ngoài ra thì màu len cũng rất là đẹp như các bạn có thể thấy. Và có 9 màu khác nhau cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể tìm thêm chi tiết ở trên website của Skin AZ. Và đó chính là 5 sản phẩm mà mình ưa thích gần đây nhất. Bạn nào mà thích sản phẩm nào hay là có câu hỏi gì đặc biệt về sản phẩm thì có thể comment ở dưới đây nha. Ngoài ra thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye!